Các bạn đến với kênh xe đạp ở trang web xe đạp hải phòng.com. Trong video này mình sẽ cùng các bạn trải nghiệm một cái dòng mà cực kỳ là nổi tiếng và thông dụng tại Việt Nam của hãng Giant, đó là Giant Escape. Giant Escape là một cái dòng R3, là một cái dòng mà cực kỳ là phổ biến và được cái người sử dụng xe đạp Nhật bãi tại Việt Nam mà rất là ưa chuộng. Như các bạn thấy là thương hiệu là Giant này, trên khung là có chiếc tem là Escape R3 đấy, thì các bạn có thể search cái model này trên Google, sẽ để biết thêm thông tin chi tiết ở các cái website nước ngoài hoặc là bên Nhật Bản, đều có thông tin trên Google hết. Giant Escape R3, xe này thì lại một cái đặc điểm rất là độc đáo, đó là xe là size 37 370mm, size là XXS, tức là extra small, tức là cực bé. Thì xe này sẽ phù hợp cho các cái bạn nữ hoặc những cái người có chiều cao khiêm tốn từ 1m50 cho đến 1m65. Như mình là 1m63 mà đi xe này trông còn bé nhưng vẫn đi được đấy, thì xe này có rất là phù hợp cho những cái người mà có chiều cao khiêm tốn từ 1m50. Như các bạn thấy là có thể cho thấp yên xuống như này, 1m50 cho đến 1m65 là có thể sử dụng phù hợp với chiếc xe này. Xe này là xe size XXS, tức là rất là bé, extra small. Thì như các cái dòng Escape thông thường thì ở trên đầu khung thì sẽ có logo của thương hiệu Giante. Vành 4 căm một chỗ cũng của chính hãng Giante, được sản xuất bởi Giante này, một sản phẩm của Giante này. Xe được trang bị lốp Maxxis 700C, vành chính hãng, vành 4 căm 1, tạo cảm giác rất là độc lạ và tạo cho chiếc xe một cái đẳng cấp cực kỳ là khác biệt. Bộ ghi đông phốt tăng thì bằng nhôm toàn phần, màu sáng bóng. Cồn bát có thương hiệu của hãng Giante. Thì thông thường các cái xe gian này thì bao giờ cũng được trang bị những cái bộ chuyển động của SRAM Mỹ. Phanh, phiếc, SRAM, tay vặn đều là của SRAM, vì xe Giant là thương hiệu Mỹ mà. Thương hiệu Mỹ này sẽ sử dụng bộ SRAM là nhiều. Xe đương nhiên thì có khung nhôm rồi. Thế còn cách phân biệt khung nhôm khung sắt thì đơn giản nhất là các bạn dùng một chiếc nam châm, các bạn đặt lên khung, nếu mà khung không hút nam châm thì chứng tỏ ở đây là khung bằng nhôm. Ví dụ đây có chiếc càng bằng sắt thì nam châm sẽ hút, càng bằng thép thì nam châm sẽ hút, còn khung bằng nhôm thì nam châm không hút, nam châm sẽ rơi ra và không hút. Đấy, như cái dây thép này thì bằng dây cáp thép này thì nam châm sẽ hút, còn chiếc khung bằng nhôm thì không hút. Xe toàn bộ bằng khung nhôm nên là trọng lượng rất nhẹ. Xe này mình nghĩ nó chỉ khoảng từ 8-9 cân, 10 cân thì nó size đã bé và vành cũng cao cấp. Thì thông thường cái bộ chuyển động thông thường của xe Giante thì vẫn là 3 đĩa 8 lít, bộ chuyển động SRAM 3.0 của Mỹ, đề SRAM 3.0 của Mỹ, và đi cùng với đó là lít 8 tầng cũng của SRAM luôn, 2, 4, 6, 8. Xe cho chuyển tốc độ rất là mượt. Chiếc xe này rất là phù hợp với những người mà có chiều cao khiêm tốn hoặc các bạn nữ
những người giới nữ mà muốn tập thể dục thể thao thì đôi lúc là chọn chiếc xe cho mình rất khó. Thì như mẫu xe Jam Thế XS mà size XXS này ấy, rất là phù hợp cho các cái bạn mà có chiều cao thấp từ 1m50 đến 1m65. Thì giá của chiếc xe này có bán tại cửa hàng của mình đó là khoảng gần 6 triệu đồng thôi. Thì các bạn muốn biết giá chính xác thì các bạn hãy liên hệ với số cho mình qua số điện thoại ở dưới video. Và nếu mà các bạn quan tâm đến xe đạp thể thao hay là những cách bảo dưỡng, sửa chữa thì các bạn hãy ấn đăng ký kênh để cập nhật những video mới nhất từ kênh của mình khi mà mình phát hành trên YouTube. Và ngoài ra thì các bạn hãy ấn like video để ủng hộ mình làm những video tiếp theo. Xin cảm ơn các bạn đã xem video. Hẹn gặp lại các bạn trong những video sau.